Dung xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Dung với ông xã Dung đang đi bỏ rác đó cô chú anh chị. Thì Dung sẽ chia sẻ với cô chú anh chị cái cách mà người Pháp xử lý rác thải. Thì cái chỗ này nó nằm sâu ở trong rừng á, chứ nó không có nằm ngay trung tâm thành phố như những cái làng khác. Đây là mình đang đi vào đó cô chú anh chị. Thì muốn đi vào đây á, thì mỗi người sẽ có được một cái thẻ. Nhưng mà hôm nay mình đụng tới cái ca của cái anh này trực, cái người này rất là khó tính, cho nên là Dung không có dám quay. Nếu không mà gặp bạn của ông xã Dung thì mình có thể quay thoải mái với cô chú anh chị, mình không có dám quay ngay mà. Thì cái chỗ trại đổ gác này cô chú anh chị là rất là đông luôn, là lúc nào cũng tấp nập xe hết. Cái ông xã Dung đang đưa cái thẻ cho người ta quẹt đó cô chú anh chị. Rồi người ta sẽ hỏi mình là sẽ đổ cái loại rác nào, thì người ta sẽ chỉ cho mình vô cái chỗ đó để đổ. Chứ ở đây là rác là không có đổ lung tung á cô chú anh chị, mà cũng không có đốt được luôn nữa. Thì mùa xuân ở cái chùm Dung ở thì nó bắt đầu rồi, cho nên là cây cối đồ nó trổ lá tùm lum á, cho nên người ta sẽ tỉa cây rồi dọn vườn á cô chú anh chị, hoặc là người ta dọn nhà thì người ta sẽ đem ra đây người ta đổ. Ở đây thì có luôn đổ đất trồng cây nữa. Thì hôm nay thì đất trồng cây thì nhiều người ta đã hốt rồi cô chú anh chị, chứ nếu không thì Dung ra đây Dung xin cũng được. Mình ra đây mình có hốt về mình đổ cho cây trồng của mình thôi. Ở đây nè cô chú thấy là quá trời người luôn, thì mình phải đợi những người này đi ra rồi mình mới dê vô được. Ông xã Dung không có quen với lại cái dê cá rơ móc này cô chú anh chị, rất là khó luôn á, nó cứ đi tù lung tung mà, nên là ông xã Dung đẩy tay luôn. Ở cái vùng quê này cô chú anh chị thì nhà nhà người người đều sẽ có một cái rơ móc như vậy. Chứ nếu không đi đổ rác đồ, hồi lúc xưa Dung đổ là Dung cứ dồn vô trong bao á, rồi phải chất lên trên xe, rồi ra ngoài này phải đổ trở lại, rồi nó rất là cực luôn. Mà nhiều khi cây cối rồi tùm lum hết trơn à, cho nên là Dung quyết định là mua hẳn cái xe này luôn, rất là tiện á cô chú anh chị. Thì ở dưới mình sẽ đứng trên cao mình đổ xuống, ở dưới là sẽ có cái xe cẩu nó hốt những cái rác này nó bỏ vô trong thùng container. Thì để cô Dung quay lại cái cảnh mà xe hốt rác cho cô chú anh chị xem nha. Do tối hôm qua trời mưa cho nên ông xã Dung mới đậy lại cô chú anh chị, nếu không nó sẽ bị ướt á. Mà cái này là rác xanh thôi, cây xanh lá cây thôi mà mình không có được phép đốt đâu. Rồi mình Dung cũng rất là lười làm phân, cho nên là mình đem vô đây mình đổ. Cái xe rơ móc này của chú anh chị Dung mua là 500 euro, mà mình phải gắn cái biển số cho nó nữa nha, chứ nếu không là mình không có được lái đó cô chú anh chị. Cái hồi lúc mà Dung mua xe thì ở dưới xe nó có sẵn cái trục để mà mình gắn cái rơ móc vô luôn rồi. Ở vùng quê á này người ta không có cho mình mượn đâu cô chú anh chị ơi, thí dụ của ai là xài của nấy thôi. Mà mượn rồi, ví dụ như mình có chở cái gì đó dơ á thì và chùi rửa sạch sẽ trả lại cho người ta, mà giống như cũng không có được hài lòng lắm. Hồi lúc trước thì Dung cũng kẹt quá thì cũng mượn của hàng xóm á, nhưng mà mượn một lần thì bí quá, mượn một lần thôi mà mượn nhiều lần cũng rất là kỳ. Cô chú thấy ở dưới này rất là cao luôn, mà người ta để những cái thanh rào chắn như vậy nè, và người ta để cái biển cho mình á, là coi chừng bị trơn mà mình sẽ bị ngã xuống đó cô chú anh chị. Ở dưới này rất là cao luôn, mà Dung rất là sợ cái độ cao, cho nên là mình đứng ngay cái mép hàng rào mình quay nó không có được, cái góc quay nó không có được đẹp lắm, tại vì Dung rất là sợ độ cao. Bên này có những cái thùng container đó cô chú anh chị, thì người ta sẽ hốt cây xanh người ta bỏ vào trong thùng này. Rồi bên cái phần mà bê tông hoặc là nhựa thì sẽ có cái thùng khác để đổ vô. Và Dung biết tại sao là nó nằm xa thành phố á cô chú anh chị, tại vì vô đây á có những cái nó rất là hôi, chứ nó không phải là nấy đâu. Bên cái phía sau lưng của Dung á là nó đổ đất á, đất trồng cây đó cô chú anh chị, nó bốc mùi dữ lắm, bởi vậy là họ mới xây ở trong rừng không à. Ở đây là
xung quanh không có nhà cửa gì hết á. Bây giờ cô chú thấy là có một cái xe nó đang đổ rác nhựa đó cô chú anh chị. Cái phía xa bên kia đó là cái khu xử lý rác thải đó cô chú anh chị, nhưng mà mình không có được phép vào cái khu đó, mình chỉ có đổ vòng vòng ở đây rồi mình đi ra thôi. Ở đây là cái thùng để đổ bê tông. Ở đây thì nó có một cái bảng sẵn cho mình là cái chỗ nào để mình hướng dẫn cho mình là cái chỗ này để đổ rác gì đó cô chú anh chị. Ở dưới này là để hướng đổ rác nhựa với lại polyester. Nó đổ sẵn vô thùng thùng cái bê tông như vậy, thùng thùng container như vậy, rồi xe họ lại họ đẩy vô trong kia. Thường thường lá cây khô này của chú anh chị là mình không có được đốt đâu. Mình thấy mà cảnh sát mà thấy khói lên á là một hàng xóm người ta không có biết là mình làm cái gì, nhiều khi người ta báo cháy hoặc là tại vì ở dưới này á là nhiều khi có những cái đường ga nó chạy ở dưới nền đất đó của chú anh chị, mà mình không biết mình đốt là nó sẽ dẫn đến cháy nổ hoặc là những cái đường dây điện đó, cho nên là ở vùng quê này thì thường thường là sẽ cấm đốt rác nha cô chú anh chị, chứ không phải giống như bên dưới quê như Việt Nam mình, ta nói chất gom lên rồi đốt khối nghi ngút luôn. Nhưng mà ở đây là không có được phép, mình phải đem vô đây mình đổ. Hoặc là có những cái người ta biết làm phân đó thì người ta ủ phân, nhưng mà trời ở đây nhiều lắm cô chú anh chị ơi, ủ xong cho hết được. Đây có một cái xe nó đang lợi hút rác cây xanh đó cô chú anh chị, để đổ vô trong thùng đó. Thì rất là tiện lợi luôn á, mình ở trên thì mình đổ, những cái chỗ khác á là họ rào hẳn luôn như vậy, và mỗi lần mà đổ như rất là cực, nên Dung phải đi ra chỗ này để đổ mà cũng rất là gần. Thì ông xã Dung đã đổ xong rồi, thì ông xã Dung gắn xe cái remote của xe đó, cô chú thấy là rất là tiện lợi luôn, nó giống như cái xăng cạp vậy đó. Thì cái chỗ đổ rác này cô chú anh chị là đổ miễn phí chứ không có thu tiền. Mình chỉ có cái thẻ thôi, của mỗi người một cái, rồi mình vô đây mình đổ thôi à. Thì làm việc với lại máy móc và kỹ thuật hiện đại thì nó cũng không có tốn nhiều công sức, mà cái phần hoàn thiện nó cũng, cái thời gian hoàn thiện công việc nó cũng rất là nhanh. Thì cái video này Dung cũng chia sẻ một chút với cô chú anh chị về cái cách mà người Pháp họ bỏ rác thải và xử lý rác thải như thế nào thôi. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Thì cái video nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà cô chú anh chị xem giải trí nhé. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cho Cà Thế Giới Vô Đồ Cuộc Sống ở Pháp. Và tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.